Tôi cũng là nạn nhân đã từng bị cái tình trạng đó rồi. Tôi không biết khi nào nó bật lên đèn đỏ, nó đang xanh xanh mà bật một cái nó qua đèn đỏ liền. Cho dù nó đèn vàng thì chúng tôi đang kẹt ở 1/3 đường rồi. Quẹo phải không được, lui không được, đứng không được. Thay vì có bộ đếm ngược thời gian, đèn giao thông ở giao lộ Mai Chí Thọ, Tố Hữu, thành phố Thủ Đức chỉ còn tín hiệu xanh, vàng, đỏ như thế này. Và đây không chỉ là giao lộ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, một số giao lộ khác cũng được thí điểm không dùng đèn giao thông đếm ngược. Bất cập nhất là thực ra tài xế họ không có canh được khi nào thì đèn đỏ hoặc đèn xanh nó bật lên. Và thứ hai nữa là trong thành phố mật độ giao thông nó luôn luôn rất là nhiều, nhất là xe gắn máy. Xe gắn máy ta biết là đèn xanh hay đèn đỏ là người ta vẫn tranh thủ người ta chạy. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm không sử dụng đèn giao thông đếm ngược thời gian tại một số giao lộ lớn để theo dõi cách đi lại của người dân. Cụ thể, lâu nay, đối với các cột đèn giao thông bình thường, thời gian đèn xanh, vàng, đỏ sẽ được đếm ngược theo số giây, dần về không, thời gian linh hoạt tùy mỗi giao lộ. Với mô hình mới, đèn giao thông được thiết lập linh hoạt theo từng khoảng thời gian nhất định, không hiển thị từng số và chỉ chuyển màu đèn. Việc thí điểm triển khai ở 3 nút giao thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu, gồm nút giao với các đường Trương Định và huyện Thanh Quang, Cách mạng tháng 8. Đến nay, mô hình này bắt đầu được mở rộng và thí điểm ở giao lộ Mai Chí Thọ, Tố Hữu, gần hầm Thủ Thiêm. Tuy nhiên, theo ghi nhận, việc bỏ bộ đếm ngược thời gian khiến người dân gặp không ít khó khăn. Tôi vẫn đề nghị là phải để số đếm, đặc biệt là ở những cái giao lộ mà cái mật độ nó cao. Nếu mà áp dụng mà bỏ số đếm là chỉ những con đường vắng, giao lộ thấp, còn giao lộ càng đông, chẳng hạn như Nguyễn Đình Chiểu, Cách mạng 8 giao lộ rất là đông, là phải để đèn đếm số cho người ta canh được từ xa. Gắn bó công việc giao hàng, ông Lý Sâm Lượng gần như phải chạy xe trong rủi giao hàng mỗi ngày. Theo ông Lượng, việc bỏ bộ đếm thời gian không chỉ gây khó trong việc kiểm soát tốc độ mà còn dễ gây tai nạn. Không cho mình biết được cái thời gian đó mình sẽ bất chợt quá, mình xử lý không kịp. Không? Như là chẳng hạn giờ mình đang chạy đèn xanh, bất chợt nó chuyển qua đèn đỏ cái mình chạy đâu được đâu. Muốn chạy cũng được, đùa cũng được. Đó. Nhiều khi xe ngoài trước, xe lớn ngoài trước nó mình thắng gấp quá thì cũng bị gây ra tai nạn nữa. Cho mình biết được cái thời gian đó là biết nào lúc nào mình cần đe, lúc nào mình cần ngừng nữa. Hiểu không? Dạ. Còn giờ không có cái thời gian cho mình biết thì mình có thể ấy dễ gây tai nạn lắm. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Đô thị, các cột đèn tín hiệu không đếm số giúp tình hình giao thông ổn định hơn. Các trường hợp vượt đèn khi thời gian còn 2-3 giây cũng giảm, từ đó giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, qua ghi nhận, nhiều người dân cho biết tình trạng ăn gian vài giây cuối, ăn thua ở ý thức, không phải do bộ đếm. Chỉ cần đặt mắt đúng vị trí, thả lỏng nhẹ nhàng thì chưa đầy 1 phút, người dân đã hoàn thành bước thu thập mống mắt phục vụ cho việc cấp thẻ căn cước mới. Sáng 1/7/2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử theo quy định của Luật căn cước năm 2023. Đúng 8 giờ sáng mới bắt đầu thủ tục cấp thẻ căn cước. Tuy nhiên, ngay từ sớm, rất đông người dân đã đến trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh trên đường Trần Hưng Đạo thuộc quận Nhất để lấy số thứ tự. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tức PC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã có sự chuẩn bị tốt nhất về trang thiết bị, nhân sự để triển khai cấp thẻ căn cước. Để việc cấp thẻ căn cước cho người dân diễn ra thuận lợi, PC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí lực lượng túc trực cả trong lẫn ngoài để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Trường hợp người lớn tuổi và trẻ em sẽ được các cán bộ ưu tiên thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Trần Nguyễn Trang Nhung, 10 tuổi, sống tại quận Nhất, là công dân trẻ tuổi nhất thành phố Hồ Chí Minh đến đăng ký cấp thẻ căn cước trong ngày này. Trang Nhung chia sẻ đã được bố mẹ giới thiệu về Luật căn cước năm 2023 nên em quyết định cùng bố đi làm thẻ căn cước để thuận tiện cho những công việc cá nhân khác sau này. Tại vì công an mới ra luật mới, với lại là con đi làm căn cước công dân để con có thể dùng nó trong những việc khác cần thiết. Ví dụ như là đi du lịch ạ. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải cho biết thêm, khi người dân đi làm thẻ căn cước, công an sẽ lấy dữ liệu sinh trắc học mống mắt, vân tay và ảnh khuôn mặt đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên. Chỉ khi người dân có nhu cầu đổi sang thẻ căn cước thì mới bắt buộc phải thu thập mống mắt.
Đối với căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 thì có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Người dân vẫn sử dụng bình thường, không bắt buộc phải thu thập mống mắt để bổ sung. Nếu công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày 1 tháng 7 vẫn muốn bổ sung mống mắt thì có thể đến cơ quan công an làm thủ tục cấp thẻ căn cước để đăng ký. Vì quy trình thu nhận mống mắt tương tự như khi cấp mới, đối với các dấu hiệu sinh trắc học còn lại như giọng nói hay ADN thì tích hợp tùy theo đề nghị của người dân. Anh Nguyễn Anh Tú ở huyện Bình Chánh là một trong những công dân đến trụ sở PC06 để thực hiện việc tích hợp sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước. Về lợi ích của ADN thì nó là mỗi con người thì có một cái ADN và có một cái xác nhận khác nhau. Và việc làm cái tăng cái ADN này sẽ làm cái bảo mật của cá nhân, những cái không có trùng lắp như cái khác. Và thứ hai nữa là có thể là mình có những cái vấn đề gì liên quan đến cá nhân thì mình có thể xác thực bằng cái ADN, nó hiệu quả và an toàn cho bản thân của mình và cũng như những dữ liệu kể cả các tài sản hay gì là những cái vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân của mình được an toàn và bảo mật. Anh Nguyễn Anh Tú chia sẻ thêm, quy trình tích hợp sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước rất đơn giản. Trước khi đến trụ sở PC06, anh đã đăng ký xét nghiệm sinh trắc học ADN tại cơ sở được Bộ Công an cấp phép. Để tích hợp cái này thật ra rất là đơn giản, không có gì là phức tạp. Khi mình có cái xét nghiệm về ADN của cơ quan có thẩm quyền và có chức năng về y học thì mình cứ đem đến cái kết quả đó cho cơ quan công an và công an sẽ tích hợp vào cho mình. Thì mình được hưởng những cái quyền lợi của mình trong quá trình thực hiện ADN. Sau khi lấy số thứ tự, người dân sẽ ngồi chờ tới lượt để vào khu vực chụp ảnh chân dung, lăn tay, thu thập mống mắt và xác nhận lại thông tin. Toàn bộ quá trình làm các thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dân chỉ diễn ra trong vòng khoảng 15 phút. Việc ở đây rất dễ dàng và con thấy nó rất là nhanh. Tôi lên thì lúc đầu thì thấy cũng ít người nhưng mà sau lên rất là đông nên mình không biết là mình có làm có kịp không. Thì sau khi lên thì thấy giải quyết rất là nhanh, có nghĩa là làm rất là bài bản chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký cấp thẻ căn cước, người dân sẽ nhận giấy hẹn và lựa chọn nhận thẻ căn cước tại trụ sở công an hoặc nhận qua đường bưu điện. Theo Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tức PC06, Công an thành phố Hồ Chí Minh thì chứng minh nhân dân chính số sẽ hết hạn sử dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, còn căn cước công dân 12 số không gắn chip và căn cước công dân 12 số gắn chip còn hạn sử dụng in trên thẻ đều có thể tiếp tục sử dụng. Do vậy, người dân không nhất thiết phải đi đổi sang thẻ căn cước để khỏi tốn kém chi phí và mất thời gian, công sức đi lại. Phó trưởng phòng PC06 cũng khuyến cáo người dân hoàn toàn yên tâm về tính bảo mật thông tin căn cước vì pháp luật đã quy định rõ ràng, chặt chẽ. Trong trường hợp thông tin bị lộ lọt ra ngoài, người thu thập thông tin của công dân để làm thẻ căn cước sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hiện tại, Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước tại trụ sở phòng PC06 và trụ sở công an tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ. Riêng công an quận Gò Vấp thì buổi chiều sẽ làm việc đến 18 giờ và cấp thêm cả tối từ 18 giờ đến 21 giờ. Công an thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thu nhận sinh trắc học ADN khi công dân đi làm thẻ căn cước tự nguyện tại trụ sở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, tức PC06, công an quận Nhất, công an quận Tân Bình, công an thành phố Thủ Đức cấp giấy chứng nhận căn cước đối với một số trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch tại công an quận 10, công an quận 11 và công an quận Tân Bình.